Bị hành hạ đủ đường, nam em vẫn muốn chung đội với Lê Dương Bảo Lâm. Là cặp đôi oan gia của Tiếp Chiêu Đi Trời Chi, Lê Dương Bảo Lâm và nam em luôn có khả năng tạo ra những tràn cười nghiêng ngả. Trên sân khấu, cứ mỗi lần nam em quên hoài sẽ nhận ngay cơ hình nộ của Lê Dương Bảo Lâm. Nếu như đội Việt Hương tạo ra hoàn loại tinh tế duyên dáng, thì khoảnh khắc quên hoại lại là điểm nhấn của nam em và Lê Dương Bảo Lâm. Cách phối hợp tự diêm hang đông đội nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Trong một phỏng vấn hậu trường, Lê Dương Bảo Lâm từng dành lời khen ngợi cho nét duyên ngầm của nam em. Anh cũng cho biết những lần nổi họa trên sân khấu cũng là cố tình để tạo ra tiếng cười. Dù liên tục bị đàn anh lấn át trong các vở kịch của Tiếp Chiêu Đi Trời Chi, trong tập chính, thêm lần nữa, nam em vẫn tình nguyện diễn chung với Lê Dương Bảo Lâm. Khác với sự linh hoạt vốn có, Dương Lâm gặp phải khó khăn trong màn kịch ứng tác với mỗi câu hỏi vỏn vẹn có 3 chữ. Anh chàng liên tục ngập ngừng và phải giơ ngón tay đếm lại xem lời hoài của mình có đủ chữ và đủ nghĩa hay không. Trong khi đó, nam em lại tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi lần bạn diễn hoàn thành câu hỏi 3 chữ của mình, nam em lập tức ứng biến ngay tức thì. Điều này đã khiến cho tất cả thành viên của Tiếp Chiêu Đi Trời Chi bất ngờ và không tiếc lời khen ngợi. Trước đây, sau thời gian cộng tác với nam em trong một số game show, Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh nhận về nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Trong clip hậu trường, nam diễn viên hổ lộ về sự việc. Một số fan của nam em đã tấn công, chửi bới tôi. Trên mạng xã hội, họ nói rằng tôi là đàn anh mà có nét diễn cọc, ăn hiếp và không nương nam em trên sân khấu. Vì bị tấn công quá nhiều, nên tôi muốn làm clip biến chính với cô ấy. Sau đó, nam em đã giải thích rằng đàn anh thật ra là rất quan tâm đến mình.